Vâng, ô tô Quang Trung xin chào quý anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng lên sóng và cập nhật những mẫu xe trên cửa hàng. 75 triệu thôi là quý anh chị đã có xe đi rồi nhé. Thì anh chị đón xem hết cái video và tất cả cái thì ngày hôm nay em Trung cũng chỉ có cập nhật và báo giá thôi. Và quay luôn chi tiết cái em Honda City này cho quý anh chị nhé. 75 triệu thôi là quý anh chị đã sở hữu được mẫu xe rồi, về tập chạy tập lái rồi. Và anh chị có cần những cái mẫu xe mà về tập chạy tập lái hoặc kinh doanh dịch vụ thì cứ alo cho em Trung. Đây tất cả cái thì ngày hôm nay em Trung sẽ đi chi tiết và tổng thể cho quý anh chị, chỉ có báo giá thôi. Nhưng quan trọng thì ngày hôm nay em Trung cũng quay lướt sơ em Honda City để cho quý anh chị. Đời 2016, máy 1.5 nha quý anh chị nha. Số tự động xe này thì phải nói là sơn zin còn khá nhiều, phải nói là cực kỳ là đẹp nha quý anh chị nha. Màu trắng, anh chị nào hợp phong thủy màu trắng thì alo cho em Trung. Riêng cái xe này thì quý anh chị về đi kinh doanh dịch vụ hoặc là về đi gia đình cũng phải nói là cực kỳ là yêu luôn. Đó, rất là chill nha quý anh chị. Nói chung là xe này phải nói là siêu tiết kiệm và bền bỉ. Nói chung là lăn quăn đâu đó thì chạy tầm khoảng 5 lít xăng thôi. Đó. Quý anh chị về kinh doanh dịch vụ rất là ok luôn. Đó, đăng kiểm thì cũng còn rất dài và rất xa. Thì xe này là biển số Sài Gòn nha quý anh chị. Anh chị mua về Sài Gòn, Hà Nội thì không có tốn tiền biển nữa nhá. Đây tất cả cái. Đó, bán cho quý anh chị 380 triệu. Thì quan trọng thì phải nói là trên cửa hàng của em Trung thì 75 triệu thôi là quý anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe rồi. Về tập chạy tập lái tiếp tục đây nữa thì em này là Mercedes 230 như quý anh chị, đời 2009. Đó cũng phải nói là tại vì quý anh chị hợp phong thủy màu đen thì alo cho em Trung. Đó cũng biển số Sài Gòn luôn như quý anh chị. Nội thất được cái là em nó thì đằng ngoài là màu đen, đằng trong thì em nó là lại cái màu kem như quý anh chị. Đó được cái nội thất cũng phải nói là rất là yêu luôn, rất là dễ thương như quý anh chị. Nội thất rất đẹp. Nói chung nói về thương hiệu Mercedes thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Bán cho quý anh chị 350 triệu nhá. Và đặc biệt thêm nữa là em Trung là có mua bán trao đổi bù trừ cho quý anh chị. Đó, C230. Đó, tiếp tục đây nữa thì lại một em Mercedes C180 nhé quý anh chị. 180. Đó, máy 1.5, 1.8 nhé quý anh chị. Sorry quý anh chị. Đó, máy 1.8 nhé quý anh chị nha. Chạy phải nói là siêu lợi rồi. Tiết kiệm nhiên liệu quý anh chị đâu. Đóng cái cửa thôi là đã chắc nịch thương hiệu và đẳng cấp. Nói chung là vẫn là Mercedes mà. Quý anh chị thì cũng cần phải suy nghĩ rồi. Thì trên cửa hàng thì phải nói là từ 75 triệu thôi là quý anh chị đã sở hữu được rồi. Thì quan trọng ngày hôm nay thì em Trung chỉ có cập nhật những mẫu xe trên cửa hàng cho quý anh chị. Tiếp tục đây nữa thì lại một em Toyota Camry. Xe này thì đời 2003 nha quý anh chị. Form mới, mẫu mới rồi. Nói chung là được cái đèn cũng phải nói là rất là to rồi. Nội thất thì bốn cái vỏ thì đều y chang nhau. Nói chung là bốn cái vỏ vừa mới được thay nha quý anh chị. Màu đen. Đó, nội thất thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Đó. Ghế bộ ghế da zin theo zin của em nó luôn. Nó keo chỉ thì không mất phân nào. Giá bán cho quý anh chị với cái giá. Đây quý anh chị. Camry thì phải chạy phải nói là nó là đầm chắc. Nói chung là từ xưa đến giờ quý anh chị đã nói tới Camry thì phải nói là đỉnh rồi. Đó, bán cho quý anh chị với cái giá cực kỳ là yêu luôn, 240 triệu nha. Tiếp tục đây nữa thì một em Kia Sorento. Đó, xe này thì 7 chỗ ngồi bản Signature, máy dầu, số tự động. Nói chung là nói về Kia thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Nó là bầu trời công nghệ nha quý anh chị nha. Xe này ô tô 3 vạn nè. Đó, 2021 bản Signature nha quý anh chị. Nói chung là công nghệ của em nó thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Tại vì xe này quý anh chị đâu, rất là yêu chưa. Camera 360 tất cả cái đầy đủ cho quý anh chị, bán cho quý anh chị với cái giá 1 tỷ 250. Tiếp tục đây nữa thì cái xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. 75 triệu cho quý anh chị về tập chạy tập lái Kia Bright, Kia C5 nha quý anh chị nha. Thì anh chị cần quay chi tiết xe này thì cứ alo cho em Trung. Tiếp tục đây nữa thì lại một em xe này thì khắt cọc rồi. Đó, và đằng bên này thì em Trung đang còn một cặp MB 100 nha quý anh chị, 9 chỗ ngồi không liên hạn, không hết đời. Nói chung nói về hai cái dòng này thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Em này là biển số Sài Gòn, bán cho quý anh chị 180 triệu. Và tiếp tục đây thì bên này thì biển số 49. Xe này nó sơn zin thì cả con, nói chung là còn khá là nhiều nha quý anh chị. Nói chung là được cái nó đẹp chất. Nhưng mà so với cái thằng này thì nó hơi cao tiền hơn cái em đằng bên kia. Đó, 230 triệu cho quý anh chị nha. Đó, em này là biển số 49. Còn em biển số Sài Gòn thì nó chỉ 180 triệu thôi. Đó quý anh chị. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì cứ chụp lại cái màn hình dùm cho em Trung. Cần quay chi tiết alo cho em Trung. Tiếp tục đây nữa quý anh chị, một em Toyota Innova. Xe này là đời 2007. Đó, lên full G nha quý anh chị. Lên full G rồi. Nói chung được cái màu sơn cũng rất là đẹp luôn nha quý anh chị nha. Đó, riêng Toyota thì quý anh chị không phải cần phải suy nghĩ rồi. Nó thuộc cái diện là nồi đồng cối đá rồi quý anh chị. Nồi đồng cối đá rồi. Đó,
chạy nói chung là thứ nhất là quý anh chị về kinh doanh dịch vụ hay là chạy thì phải nói là nó được đặc biệt. Một cái nữa là quý anh chị đồ của em nó thì phải nói là sửa rất là rẻ tiền như quý anh chị. Mẫu xe Toyota Innova 207 bán cho quý anh chị với cái giá 180 triệu. Tiếp tục đây quý anh chị, Mitsubishi Pajero Sport đời 2016 số tự động 7 chỗ ngồi quý anh chị, gầm cao nói chung là phải nói là riêng này nó chiến với quý anh chị, bán cho quý anh chị với cái giá 500 triệu. Đó thì cái xe này là bản thân em nó là màu trắng như quý anh chị, thì em chung có dán cái bộ tem lên, anh chị về hợp phong thủy màu không hợp phong thủy thì anh chị lột cái bộ tem ra là ok, tại cái xe này sẽ chơi một quý chị. Tiếp tục đây nữa thì một em Ford Transit, xe này thì đã chuyển tải rồi nha quý anh chị nhá. Đó bằng B2 quý anh chị cũng chạy được, em chung đang còn hai em. Đó đời 2006 và 2004, 2006 bán cho quý anh chị với cái giá 120 triệu thì xe này em chung vừa mới dọn dẹp lại trong ngoài nội thất và tất cả cái đã bọc lại mới rồi. Đây quý anh chị nhìn cái nội thất của em nó này. Riêng cái xe này thì quý anh chị mua về thì chỉ việc sử dụng, chỉ việc đi thôi, không phải làm bất cứ cái thứ gì nữa quý anh chị. Đó. Thì 120 triệu cho quý anh chị và tiếp tục đây nữa thì em 204 thì chỉ có 80 triệu thôi. Cũng bằng B2 quý anh chị cũng chạy được. Đó biển số 49, hai em là đều biển số 49 nhá. 204 bán cho quý anh chị với cái giá 80 triệu còn 206 120 triệu, anh chị là mua em chung tặng luôn cho quý anh chị cái dàn vỏ. Nói chung là được khái là dàn vỏ nó hơi xấu rồi. Đó và tiếp tục thì cũng còn vài mẫu xe trên cửa hàng thì em chung cập nhật báo giá cho quý anh chị luôn. Đó, 75 triệu thôi là quý anh chị đã có một mẫu xe về tập chạy tập lái cũng rất là yêu luôn. Đây tiếp tục đây quý anh chị, em Camry, xe này anh chị nào có thời gian thì mua cái xe này về giảm tốt lại mấy chỗ. Đó, cũng nói chung là cũng chỗ chạy quý anh chị. Đời 2000 nha quý anh chị, bán cho quý anh chị với cái giá 175 triệu, em chung dọn cho quý anh chị, mà anh chị không lấy về dọn thì em chung bớt cho quý anh chị 50 triệu gì đó. Đó, đằng nào phải nói là quý anh chị riêng cái dòng này thì ngày xưa bản thân là chỉ có cơ quan nhà nước mới có xe đi thôi, chứ còn phải nói là tư nhân thì hầu như là không có xe này đi đâu. Đẳng cấp và thương hiệu một thời. Tiếp tục đây nữa thì một em Toyota Altis, xe này thì là máy 1.8, xe gia đình nha quý anh chị nha. Bốn vỏ mới và tất cả cái nội thất phải nói là siêu đẹp và cực đẹp rồi. Đó, bán cho quý anh chị với cái giá 190 triệu đời 202 nha quý anh chị nha. Đời 202 Toyota Altis máy 1.8. Nói chung là cái dòng này phải nói là nó lằn, siêu lằn rồi. Tiết kiệm, bền bỉ. Đó, và tiếp tục đây nữa thì lại một em Kia Spectra nha quý anh chị. 75 triệu cho quý anh chị một mẫu xe Kia Spectra. Đó. Về quý anh chị về tập chạy tập lái cũng được. Nó có đang có hai em trên cửa hàng thì 75 triệu thôi quý anh chị. Đây tất cả cái thì anh chị có xe bán thì cho em chung xin ít hình ảnh vô Zalo nhá. Thì những cái xe em chung và nó là những cái xe này nhiều khi khách hàng đổi xe đâm ra là cũng phải chấp nhận thôi. Thật sự em chung cũng không muốn mua mấy cái xe này nữa. Đây tiếp tục đằng còn đằng bên này nha quý anh chị. Một mẫu xe tải quý anh chị Isuzu 3,5 tấn thùng dài 5,2 m như quý anh chị. Dàn vỏ vừa mới thay, đăng kiểm vừa khám. Đó, nói chung là được cái là sơn zin thì cả nguyên đầu cabin rồi. Bán cho quý anh chị với cái giá 450 triệu nhá. Thì anh chị có quan tâm mẫu xe nào thì cứ chụp lại cái màn hình giùm cho em chung, và những xe này em chung đã có cái video chi tiết rồi cho quý anh chị. Nói chung là cái xe này thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ đâu. Được cái là 49 thì gọi là anh trai này anh chăm sóc xe lắm quý anh chị. Nhìn cái đầu cabin là quý anh chị đã hiểu rồi. Nói chung là sơn zin hầu như 100% luôn cái đầu cabin nha quý anh chị nhá. Thùng dài 5,2 m, 3,5 tấn nha quý anh chị. Đó, dàn vỏ vừa mới thay. Đó, nguyên dàn vỏ này không là quý anh chị đã lợi được khá là nhiều tiền rồi. Đấy, tất cả cái máy móc thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ này. Đó. Vỏ là nguyên dàn vỏ vừa mới thay nha quý anh chị nhá. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì cứ chụp lại cái màn hình giùm cho em chung. Thì thôi, cuối cái video thì em chung cũng chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Nhớ đừng quên cho em chung xin nút like, nút đăng ký, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng nha.